Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách lọc xương ngan vịt làm sao cho nó hết được cả cái phần xương nó tuốt ra như này nhé các bạn nhé. Bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé, mà rất là đơn giản nhé, ai cũng có thể làm được. Bây giờ các bạn cùng làm với mình nhé. Lọc từ phần cổ xuống, nếu mà dùng cái cổ để làm rồi thì các bạn sẽ không khiến như vậy, mà các bạn cắt luôn từ đầu xuống để giữ cái phần da cổ, còn đây là nọc để nướng thịt thôi, mình không cần. Với ngan với vịt thì các bạn đều lọc như vậy nhé. Nọc để làm ngan xào sả ớt hay là những cái món mà cần thịt thì nọc đơn giản nhé. Thịt ngan nó rất là đỏ, rất là ngon thôi, mà nó không bị tanh như thịt vịt nhé. Và những cái ngon con ngan mà thịt nó càng đỏ là chứng tỏ ngan nuôi già ngày và nuôi ăn quan tăng trọng ấy. Đỏ tươi. Cắt rời luôn cái cánh này nhé, tí nữa mình lọc cái phần cánh xong để mình được nở cái con ngan lọc trước đã. Bẻ cái phần gần cái đùi để mình tách cái phần xương đùi ra nhé, có khớp ở cái xương đùi ấy. Cách này là rất là đơn giản, bà nội trợ là cũng làm được nhé, và nhất là nhờ các ông chồng càng đơn giản hơn. Khớp xương đùi các bạn tách luôn nha, đến cái phần sống lưng là xong rồi đấy, thì chúng ta được nửa con ngan mặt rồi.
phần sống lưng này nó không có nhiều thịt đấy, cho nên chúng ta chỉ cần nọc sát vào cái phần da và chúng ta ra được hết cái phần phải sống lưng. Được nửa con gan rồi, nửa còn lại rất là đơn giản thôi. Nửa còn lại các bạn lại làm tương tự nhé, hãy quay lại phần bụng và chúng ta lại rạch tương tự như vậy. Chúng ta rạch tương tự từ phần bụng như vậy. Nếu mà chúng ta mà nọc ngan để nhồi những quả rau củ quả và gạo nếp vào trong bụng ấy, ngan hổ lô ấy hay vịt hổ lô ấy, thì chúng ta sẽ dọc từ phần đầu xuống, và chúng ta không dọc từ bụng mà dọc từ đầu xuống, chúng ta tách xuống nhé. Sắp xong rồi đấy, cực kỳ nhanh. Khi chúng ta ăn nẩu ngan nhúng và chúng ta hoặc là đúng rồi muốn thái thịt mỏng để nhúng mà chín tới như thịt bò ấy, thì chúng ta làm như này, hoặc là ăn muốn ăn ngan xảo xả ớt hay ngan nọc xương ướp nướng rìa mẻ thì chúng ta nọc như này nhé. Về cơ bản là chúng ta đã dọc được cái phần xương, phần thịt da riêng rồi. Các bạn nhớ không? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình nọc nốt cái phần xương ở chân và cánh. Đây. Các bạn nọc được như này ấy, các bạn có thể làm được ngan đủ món. Cái phần xương này chúng ta có thể làm một món đó. Om với xả dừa riềng hoặc là lố om xấu, hoặc là xương này để làm nước lẩu. Còn phần thịt thì các bạn xào xả ớt, các bạn nướng, các bạn nhúng lẩu, nấu cháo từ những cái phần xương nó nhiều quá chúng ta sẽ lấy bớt để chúng ta nấu cháo, làm được rất là nhiều món, thậm chí làm nộm ngan thì chúng ta hấp ngan lên cho chúng ta làm nộm, bóp với răm, rau răm chúng ta làm nộm đấy. Chúng ta như này là chúng ta xong được cái phần cánh này thôi. Đấy, chúng ta xong được cái một cái phần cánh này, rất là đơn giản đúng không ạ? Được cái phần xương mặc bên cạnh. Bên này chúng ta làm tương tự nhé. Cái video này mình làm rất là chi tiết để chúng ta áp dụng, chúng ta làm thứ nhất là sắp Tết đến rồi, ngan vịt chúng ta hay thịt thì chúng ta có thể làm được nhiều món ngon chứ không chỉ là một món đơn giản. Tuốt nó xuống. Chúng ta tuốt xuống, chúng ta dốc được cả cái phần xương luôn ở phần thể ra. Nó cực kỳ đơn giản luôn. Cắt đi. Chưa đầy 10 phút là mình đã lọc xong cái con ngan như thế này. Mà con ngan này hơn 3 cân, nó rất là to. Đây là đến cái phần đùi nhé, các bạn thấy không? Để mình chuyển sang phần cái đùi.
Đây phần đùi đấy các bạn này, thì bỏ cái phần xương đùi ra là được. Nó đơn giản lắm ạ, đùi còn dễ ăn cả cánh các bạn. Bỏ ra cái phần xương đùi đi rồi, bây giờ cần một ít xương đùi này nữa thì các bạn có thể bỏ lốt hoặc là các bạn để chúng ta bỏ lốt cái phần xương đùi này nữa, còn cái chân để đun nước nhé, hoặc là các bạn nấu cháo chân cả các phần xương này, rất là nhiều xương nha. Ăn sóc cái phần thịt này. Một tuốt là chúng ta ra được hết cái phần thịt này nhé, rất là đơn giản thôi. Rồi dùng con dao các bạn cắt đi, cắt cái phần thịt. Được cái phần chân trơ xương à. Đấy. Đống xương rất là nhiều, thịt thì cũng rất là nhiều. Con gan này khi mà thịt xong rồi không kể lòng mề nó đã hơn 3 cân rồi. Phần bên cạnh làm tương tự nhé. Xong rồi, xong hoàn toàn như phần mọc xương rồi. Rồi các bạn, mình sẽ chuốt lên nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy mình có một con gan hoàn chỉnh. Đây cái phần thịt này làm được rất là nhiều món. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cái phần lọc xương gan vịt rồi đấy. Đây các bạn, đây là cái phần mình đã lọc xong. Các bạn có thể thấy là nó rất là hoàn hảo. Cả cái phần mình con vịt nguyên vẹn này, và cái phần xương lọc ra rất là ngon như này. Giờ mình sẽ dừng cái clip này lọc xương gan vịt tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.